Kính thưa các thầy cô giáo, cô toàn thể các bạn học sinh thân mến, em tên là Nguyễn Lê Diệu Thảo, học sinh lớp 7C, trường Trung học cơ sở Chiêm Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, những ngày cách đây 47 năm trước, nước ta hoàn toàn thống nhất, non sông chung vầy một mối, Nam Bắc chung vầy, toàn đảng toàn dân ta bước vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước để có được thành quả ấy. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam không ai không biết đến công lao to lớn, sự hy sinh gian khổ của người Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Dù Bác đã ra đi, nhưng tấm gương đạo đức của Bác vẫn còn lại một thời gian. Đó là lối sống giản dị đến mộc mạc của một vị lãnh tụ dân tộc. Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác, chúng ta lại nhớ tới những câu chuyện kể về Bác. Trong vô vàn những câu chuyện đó, có một câu chuyện khiến em rất cảm động. Và ngày hôm nay, khi tham dự cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác năm 2022, em xin được kể câu chuyện về đôi dép Bác Hồ. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Câu chuyện đôi dép Bác Hồ được trích trong cuốn sách Những chuyện kể về đức tính giản dị, khiêm tốn của Bác Hồ của tác giả Phan Tuyết, Bích Diệp do nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2009. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh, đôi dép cao su, đôi dép Bác Hồ đã đi vào lòng của mỗi người dân Việt Nam mỗi khi nhớ tới Bác. Bác đã dành cho dân tộc Việt Nam tất cả tình thương bao la của một người cha. Bác đã hy sinh cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân. Trong vô vàn những kỷ niệm người để lại trong lúc đi xa, có đôi dép cao su giản dị mà ít ai có thể hiểu được nó đã gắn bó thế nào trong suốt cuộc đời cách mạng của Bác. Đôi dép của Bác được ra đời vào năm 1947 từ một chiếc ô tô quân sự của thực dân Pháp bị quân ta phục kích tại Việt Bắc. Đôi dép đo cắt không dày lắm, quai trước to bản, quai sau rất vừa với chân Bác. Đường đi công tác, Bác thường hay nói vui với các anh em cán bộ đi cùng. Đây là đôi hai văn dặm trong chuyện cổ tích ngày xưa đó. Đôi hai của thần đật đi đến đâu mà chẳng được. Chẳng phải khi hành quân mà cả khi mùa đông, Bác chỉ đi thêm một đôi dép che ấm chân. Dù trong nước hay quốc tế, ta vẫn thường thấy Bác đi đôi dép ấy. Dập suối hoặc trời mưa trơn, bùn nước vào dép khó đi, Bác cùng dép sắt tay đi thăm bà con nông dân, sải chân trên cánh đồng đang cấy, đang đặt vụ. Bác lại sắn quần cao, vợ ruộng, tay xách nách kẹp đôi dép. Đôi dép ấy, các đồng chí trong đoàn cảnh vệ đã nhiều lần xin Bác đổi dép mới. Dạ thưa Bác, cháu thấy dép của Bác cũ rồi, Bác nên thay dép mới đi ạ. Nhưng Bác vẫn bảo vẫn còn đi được. Trong một lần đi Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong buồng riêng thì mấy người trong đội cảnh vệ lập mẹo tìm cách giấu dép của Bác để sẵn một đôi giày mới. Khi máy bay đáp xuống New Delhi, Bác bắt đầu tìm dép. Thấy vậy, mọi người thưa: Thưa Bác, có lẽ dép của Bác đã cất xuống kho hàng của máy bay rồi ạ. Các chú cất dép của Bác đi chứ gì? Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn, nhân dân ta vẫn còn đang khó khăn. Bác đi dép cao su nhưng bên trong là đôi tất mợi, thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự. Trong suốt thời gian ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim rất quan tâm đến đôi dép của Bác đi. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi chép cẩn thận, làm cho tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng bảo vệ đôi hài thần kỳ đó. Vậy là các anh chiến sĩ phải trả lại dép cho Bác vì dưới sân bay, chủ nhà đang rất nóng lòng chờ đợi. Năm 1960, Bác đến thăm một đơn vị hải quân ở Việt Nam. Vẫn là đôi dép đó, Bác đi thăm nơi ăn, nơi ở, trại chăn nuôi của đơn vị. Các chiến sĩ rồng rắn kéo theo, ai cũng muốn chen chân, vượt mặt nhau để được gần Bác hơn. Bác vui vẻ, cười nắm tay chiến sĩ này, với ba chiến sĩ khác, bỗng Bác dừng lại. Ôi thôi, các chú cầm tốt vậy, quá dẹp bằng rồi. Nghe Bác nói như vậy, các chiến sĩ nháo nhào tranh nhau nói. Để cháu sửa cho, để cháu sửa cho. Thế vậy, các chiến sĩ cảnh vệ trong đoàn chỉ biết đứng đấy cười vì biết đôi dép của Bác đã phải đóng đinh mấy lần rồi. Bác cười, nói: Cùng lục, để Bác ra chỗ gốc cây tiếc, để có chỗ dựa vào mà đừng nói chừng. Bác lẹp xẹp lết chiếc dép đến chỗ gốc cây, một tay bị vào cây, một chân co lên tháo dép. Đấy, cháu nói rồi, chị chia dép được bạn. Một chị nhanh tay giành lấy chiếc dép, giơ lên nhưng ngớ ra lúng túng. Anh bên cạnh liếc thấy, vật tay chạy uyến, khiến cho Bác phải rụng. Ơ kìa, mầm mày thế, rửa nhanh thì Bác còn đi chứ. Anh chiến sĩ lúc nãy chạy đi bê
giờ quay trở lại với một cây búa và mấy con đinh. Kéo lấy thôi. Mọi người giãn ra, phút chốc chiếc giáp đã được sửa. Mấy chị chiến sĩ không được may mắn lắm phàn nàn. Giáp bác cũ quá rồi, bác nên mua đôi mới đi ạ. Bác nhìn chiến sĩ và cười. Cháu nói đúng, nhưng chỉ đụng một phần thôi. Vì đôi giáp này đã cũ, nhưng nó mới chỉ bị thụt quai. Quai, các cháu đã sửa chăn chăn thế này, thì nó còn thọ lắm. Một đôi giáp mới không đáng là bao. Nhưng chưa cần thiết, cũng chưa nên. Chúng ta phải tiết kiệm, vì đợt được ta còn nghèo. Mọi người nhìn nhau thấm thía lời dạy bác dạy. Có thể nói, đôi dép cao su có một chiều dài lịch sử qua bao năm tháng đã gắn bó cùng bác kể cả khi đôi dép đã cũ. Bác vẫn kiên quyết giữ để dùng, không muốn đổi đôi mới. Bởi bác biết dân ta còn nghèo, còn khổ, vì vậy người luôn nhắc nhở mọi người thực hành tiết kiệm. Đôi dép cao su của bác tưởng chừng như rất bình dị, song nó lại là một kỷ vật trước lúc người đi xa. Chỉ dân tộc Việt Nam ta mới có. Qua hình ảnh đôi dép cao su, chúng ta thấy được đức tính giản dị, tiết kiệm đáng quý của bác. Không chỉ có vậy, nó còn chứa đựng bài học bổ ích mà bác Hồ muốn truyền dạy cho thế hệ con cháu. Đó là bài học làm người, sống sao cho có ích cho xã hội, cho đất nước, luôn biết quý trọng sức lao động, mồ hôi, nước mắt của người dân. Phải luôn quan tâm tới bản chất bên trong, chứ không chỉ chú trọng hình thức bên ngoài. Cũng như đôi dép cao su, tuy cũ nhưng mãi bền vững với thời gian. Nhớ đôi dép cũ lặng công ơn, yêu bác lòng ta trong sáng hơn. Xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn ngọn giải Trường Sơn. Nhớ lời di chúc theo chân bác, bao năm qua những lời dạy, hành động của người luôn có ý nghĩa lớn lao, luôn nhắc nhở chúng ta phải nâng niu, trân trọng những giá trị cuộc sống. Hình ảnh bác đi ung dung, thư thái với đôi dép giản dị mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm lạ thường. Đức tính giản dị, tiết kiệm đáng quý của bác sẽ luôn khiến chúng ta ngưỡng mộ. Bác Hồ sẽ mãi là tấm gương sáng cho chúng em noi theo trên bước đường hoàn thiện nhân cách và tri thức. Thưa bác kính yêu, với tất cả sự khâm phục, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc, chúng cháu, các thế hệ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên sẽ ra sức thi đua, học tập thật tốt để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, làm nên những thắng lợi mới trên hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Qua câu chuyện đôi dép bác Hồ, cá nhân em cũng như tất cả các bạn ở trên đội bến xe thấy mình cần học tập theo đức tính giản dị và tiết kiệm của bác Hồ, luôn nghiêm túc thực hành tiết kiệm từ những hành động nhỏ nhất như tắt điện, tắt quạt và các thiết bị ở lớp trước khi tham gia các hoạt động tập thể cũng như khi tan trường. Tức viết cắn ngay cả khi không sử dụng những thiết bị điện, tham gia hưởng ứng giờ trái đất, chỉ mua sắm những đồ dùng thực sự cần thiết cho học tập và có rất nhiều những hành động khác để có thể thực hành tiết kiệm một cách hiệu quả. Bài diễn thi của chi đội bến xe liên hội trung học cơ sở Trung Lương đến đây là kết thúc. Xin kính chào.